14 xã trắng về giáo dục. Nhiều trung học ở vùng cao chỉ có lớp 1, lớp 2, rất ít trường hoàn chỉnh đến lớp 5. Cùng với đó là những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên đã khiến cho ở thời điểm tái lập tỉnh, chỉ có chưa tới 36% trẻ em trong độ tuổi được huy động ra lớp và quá nửa dân số của Lào Cai mù chữ. Lúc bây giờ quan điểm của bọn tôi là cái tỉnh Lào Cai dân trí là thấp và quan điểm đầu tiên là làm cái giáo dục trước, làm cái trường học trước. Thực hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, toàn ngành giáo dục Lào Cai đã hăng hái nhập cuộc, khắc phục khó khăn, vừa tham mưu mở rộng mạng lưới trường lớp, vừa quán triệt phương châm trực tiếp, giáo diết, cụ thể trong huy động trẻ tới trường. Trực tiếp đi kiểm tra, trực tiếp lên kế hoạch, trực tiếp nắm tình hình, giáo diết thực hiện, giáo diết đồn đốc, giáo diết vận động, giáo diết dạy xóa mù chữ. Thế và cụ thể là phải cụ thể đến từng người, cụ thể đến từng thôn bản, cụ thể đến từng quân vở, cái bút, lọ mực, đến ngọn đèn. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Lào Cai đã ưu tiên nguồn lực, ban hành nhiều chính sách để thu hút học sinh tới trường. Đội ngũ nhà giáo và các bậc phụ huynh cũng đã làm tất cả những gì có thể vì tương lai con trẻ. Có những thời điểm khó khăn, những người thầy, người cô đã sẵn lòng bỏ tiền túi, vài triệu gạo, muối, cá, thịt, nhận nuôi học sinh để các em được chăm lo đầy đủ, không bị gián đoạn việc tới trường. Mỗi một giáo viên mà nợ quá nhiều tháng thì người ta cũng không đồng ý cho nợ, cho nên là nhà trường cũng đã đưa ra chủ trương đó là mỗi một giáo viên thay phiên luân phiên nhau để mua thực phẩm cho các em học sinh. Sự quan tâm của tỉnh, sự cống hiến không thể đo đếm hết của thầy cô đã giúp thắp lên ngọn lửa hiếu học trong cộng đồng. Phong trào hiến đất làm trường, đóng góp lương thực, củi đốt để các em học sinh được ăn ở bán trú, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần phát triển mạnh ở các địa phương. Nhờ vậy nên chỉ 10 năm sau ngày tái lập, Lào Cai đã xóa được các thôn bản trắng về giáo dục. Người trong độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi biết chữ đạt trên 90%. Từ những cái việc là giáo viên của chúng tôi phải bằng nhiều cái cách thức để đi tìm, đi đón học sinh, thì đến thời điểm này, cái việc học đã trở thành nhu cầu của tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cái chất lượng giáo dục có thể khẳng định một cách bền vững. Cái số lượng học sinh đạt giải, các cái giải ở kỳ thi quốc gia và quốc tế, thì trong đó thì cái tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đã ngày càng được nâng lên. Giờ đây, ngành giáo dục Lào Cai đã không còn nỗi lo huy động trẻ đến lớp hay xóa nạn mù chữ như những năm đầu tái lập. Toàn ngành đang tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây là nền tảng quan trọng để Lào Cai có được một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu của công cuộc phát triển và hội nhập.